Xin chào anh em, trên bàn đây hiện tại đang là bộ ba ống kính của hãng Liqui. Thì đây là ba cái ống kính gắn rời dành cho điện thoại. Thì mình đã có những cái trải nghiệm chụp thử và mình thấy nó khá là thú vị. Và hôm nay mình muốn chia sẻ những cái trải nghiệm đó khi mà mình dùng thử ba ống kính này đến em. Ok, thì như anh em biết là 1-2 năm vừa qua là cuộc chạy đua camera rất là dữ dội của tất cả các hãng. Thì anh em có thể thấy cái tiêu chuẩn camera hiện tại trên những chiếc máy flagship hiện nay đó là bộ 3 camera, tức là họ có camera góc siêu lộng, camera bình thường và một chiếc camera tele. Đó là một cái điểm chung rồi của cuộc chạy đua đó. Thì đối với những anh em mà đang còn sử dụng những chiếc điện thoại đời cũ chỉ có một camera góc rộng thôi, thì mình nghĩ đây là một cái giải pháp rất là phù hợp cho anh em. Và thêm nữa là nếu những anh em đang xài những chiếc flagship hoặc những chiếc điện thoại có cụp 3 camera rồi, thì mình nghĩ đây vẫn là một cái lựa chọn nó không hề là dư thừa chút nào cả. Bởi vì khi mình trải nghiệm thì những cái chiếc ống kính như thế này khi lắp lên ống góc siêu rộng hay tele đều có thể dùng được và cho mình những cái hiệu quả về hình ảnh mang lại. Mình thấy nó khá là thú vị và mình sẽ chia sẻ những cái ảnh đó cho anh em. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cái chiếc ống kính cũng như cái cách mà mình sử dụng chụp thử ở trên cả một chiếc điện thoại đơn, tức là một camera góc rộng và một chiếc điện thoại có đa camera góc siêu rộng, góc rộng và tele như thế này. Đấy, đầu tiên đây là cái camera góc rộng 0.6x. Tức là 0.6x này khi chúng ta gắn lên một cái camera 26mm góc rộng bình thường á, thì nó sẽ nhân hệ số 0.6 lên, thì đâu đó là tầm 16mm nếu mà tính trên full frame là góc rộng nó cỡ đó đó. Thì đối với những anh em mà chỉ có một góc rộng bình thường thôi thì chúng ta có thể kẹp lên như thế này. Đấy, và nó sẽ chuyển qua cái hình ảnh là 16mm. Thì cái điều anh em quan tâm nó chỉ là cái vấn đề về chất lượng hình ảnh thôi. Đấy, thì tại vì anh Tuấn có một cái bài giới thiệu về những cái này rồi, thì mình chỉ trải nghiệm và chụp ảnh thử cho anh em về coi lại chất lượng. Thì anh em có thể coi cái chất lượng của cái ống kính gắn rời này. Một cái điểm mà mình thấy đó là khi mà mình sử dụng cái ống wide này, mình gắn trên cái ống góc siêu rộng, ở những chiếc điện thoại có ống siêu rộng á, thì cái độ rộng của cái tiêu cự đó nó được mở ra. Ví dụ 16mm ở trên góc siêu rộng này mà mình gắn cái 0.6x này, nó vẫn nhân hệ số như bình thường. Đấy, đó là một cái hay của cái ống kính rời. Cái ống kính rời thứ hai mình muốn giới thiệu đó là cái ống kính FisheEye 180 độ này. Mình nghĩ đây là một ống kính mà sẽ khiến cho anh em rất là cảm thấy thích thú đây. Khi mà mình sử dụng gắn lên cái chiếc điện thoại iPhone của mình, ví dụ có một camera góc rộng thôi, thì mình đã chụp những cái ảnh với cái tiêu cự nó mở rộng hơn rất là nhiều. Nó tầm là khoảng 12-13mm đó, rất là rộng. Thì nó sẽ rất là phù hợp cho mình chụp những cái nơi như là địa điểm du lịch mà mình đến, mình muốn chụp không gian nhiều hơn. Nó thao tác rất là nhanh thôi, mình mở túi mình kẹp vào thôi, nó không có gì phức tạp cả. Kể cả cái đầu ống kính này nó cũng khá là nhẹ chứ không nặng đâu. Đấy, thì mình cứ chụp xong rút ra đó để chụp những cái tiêu cự nó hẹp dần, hay là muốn chụp chi tiết cận cảnh gì đó mình cắm vào mình chụp và mình lấy nét được luôn. Bởi vì cái chính là cái camera góc rộng bình thường chúng ta có thể lấy nét, chúng ta có thể đo sáng đồ bình thường được, cho nên khi chúng ta gắn ống kính vào đấy, chúng ta có thể chọn điểm lấy nét với một cái tiêu cự rộng hơn rất là nhiều. Điều đó mình nghĩ đây là một cái điều rất là hay khi mà anh em sử dụng ống kính gắn rời. Nếu mà so với sử dụng ống kính góc siêu rộng ở trên một số điện thoại là chúng ta không có cái chức năng mà lấy nét được. Đấy, không lấy nét, không HDR gì được hết, chúng ta chỉ có dơ lên và chụp thôi, máy sẽ fit hết. Đây là một cái điểm rất là hạn chế khi mà những cái ống góc siêu rộng ở trên những cái điện thoại này họ không có đầu tư nhiều, hoặc là cái chi phí đầu tư cho những ống kính góc siêu rộng rất là mắc, cho nên họ bỏ cái chức năng lấy nét đi. Thì đó là một điểm rất là đáng dở, mình nghĩ điểm rất cực kỳ dở. Đấy, thì anh em có thể tận dụng cái ống kính FisheEye này để gắn lên góc rộng bình thường để chúng ta có thể lấy nét, đo sáng vật thể được, có hậu cảnh xóa phông nhẹ nhẹ đó, rất là tự nhiên. Đấy. Rồi, một cái điểm nữa mà mình khám phá ra đó là khi mà mình bỏ ống kính FisheEye này vào cái ống kính góc siêu rộng có sẵn ở đây, thì nó sẽ trở thành cái ống kính rất là super FisheEye luôn, 8mm anh em biết đó, nó sẽ trở thành một cái hình có hiệu ứng hình cầu như thế này đó. Và mình thử, mình chụp bạn bè cũng như chụp những cái cảnh vật, nó có hiệu ứng rất thú vị. Và khi mà share lên cho bạn bè xem thì kiểu cảm giác ai cũng ngạc nhiên, đa số ai cũng ngạc nhiên cả. Nó rất là thú vị để chúng ta sáng tạo hơn với hình ảnh. Đó, thì anh em xem qua một số ảnh là mình chụp đi, mình chụp bạn bè với góc rất là gần rồi mình vẫn có thể lấy nét được ở góc rộng bình thường, là chuyển qua siêu rộng thì nó tạo hiệu ứng quả địa cầu, nó rất là buồn cười, rất là hay. Đấy, thì cái chất lượng ảnh mình nghĩ cũng khá tốt để chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu post ảnh lên Facebook hoặc là dùng in ảnh nhỏ thôi, vừa đủ thôi, nó rất là ok rồi. Chúng ta không cần phải dùng những bức ảnh đó, có thể là làm dịch vụ được, nhưng mà nghĩ nó đáp ứng được phần nào đó cho cái việc mà chia sẻ ảnh hàng ngày của mình.
Còn đây là cái ống kính Super Micro 10x zoom. Thì như anh em biết là có một số cái điện thoại nó có khả năng là chụp Super Micro sẵn trên máy luôn 2.5cm. Nhưng mà không nhiều chiếc điện thoại nó có, hoặc là có cũng giá rất là cao. Thì đối với những chiếc điện thoại bình thường thì anh em có thể gắn cái ống kính này vào và chụp những cái đồ vật rất là gần như thế này, sát như thế này luôn. Đấy, thì mình thử thì mình thấy ví dụ mình không có gắn ống kính này vào thì khoảng cách lấy nét gần nhất nó khoảng cỡ này. Nhưng mà khi gắn ống kính vào rồi thì nó thu hẹp lại còn cỡ này. Thì điều này giúp cho anh em có thể chụp được những vật cận cảnh, có thể thể hiện được cái chất liệu bề mặt, cái chi tiết. Thì điều này giúp cho anh em có thể là chụp sản phẩm, chụp hình, sản phẩm, chụp côn trùng, chụp hoa lá, nó cận cảnh, nó ảnh nó đặc sắc thú vị hơn. Đó, mình nghĩ vậy. Đây thì mình có chụp vài cái ảnh cho anh em xem về cái chất lượng hình ảnh của nó, cũng như là một số cái lợi ích mà khi gắn ống kính rồi, ống kính Super Micro này vào rồi, nó mới thể hiện sự khác biệt so với ống kính thường ở trên điện thoại. Anh em vừa xem xong những cái ảnh mà mình chụp thử trên cả ba cái chiếc ống kính này và có thể xem cái chất lượng hình ảnh và cái hiệu quả của nó mang lại. Thì cả ba bộ này mình mua chưa tới 1 triệu đồng. Một ống kính là khoảng trung bình 300 hoặc hơn một chút. Đó, thì đó là một cái giải pháp cho những ai đang dùng những chiếc điện thoại thế hệ cũ có một ống kính, có thể sử dụng ba ống kính này để thay đổi tiêu cự, thay đổi góc chụp về cái mặt hình ảnh nó tốt hơn khi chúng ta đi du lịch, hoặc chúng ta có thể sử dụng cho nhu cầu hàng ngày. Nó rất là nhỏ nhẹ, chúng ta gắn vào một cái bao thôi, khi nào cần thì mở ra chụp, mình thấy nó không quá phức tạp. Hoặc thứ hai là những anh em đang có hệ thống 3 camera, anh em muốn trải nghiệm nhiều hơn, như là cái chuyện mà hình ảnh fisheye 8mm và hình quả địa cầu, cái hiệu ứng vừa rồi đó, thì chúng ta có thể mua ống fisheye này, chúng ta kèm vào để chụp những hiệu ứng sáng tạo hơn. Hoặc là chúng ta có thể chụp Super Micro nữa, có nhiều máy 3 camera nhưng mà họ chụp Super Micro không đẹp thì có thể mua vào đính kèm. Đấy, thì có thể sử dụng trên bất kỳ camera luôn, từ siêu rộng, góc rộng cho nó tele, không bị hạn chế cái gì hết. Đấy, thì mình thấy đây là một cái bộ ống kính rời, mình nghĩ nó sẽ rất là phù hợp cho anh em thích chụp ảnh, thích khám phá chụp ảnh bằng điện thoại. Xin cảm ơn anh em.